Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một cuối tuần an lành. Thưa quý vị, câu chuyện sau đây để thêm một cái lời nhắc nhở để cho những người Việt của chúng ta mà sống trên đất Mỹ hãy nên nhớ một điều rằng là sống trên đất Mỹ đây là cái đất nước mà có cái vấn đề mà pháp luật rất là chặt chẽ cho nên là cần phải tuân thủ theo những cái quy định của nước Mỹ nói chung là sống đâu phải theo đó thưa quý vị câu chuyện mà chúng tôi đang muốn gửi đến quý vị vừa mới xảy ra ở vùng Bắc California là ở San Jose đó, hai người phụ nữ Việt Nam theo thông tin cho thấy theo đài truyền hình CBS News cho thấy đó thì có thể là hai nhân vật, hai người phụ nữ này chưa có quốc tịch Mỹ mà họ là ở San Jose và đã bị truy tố về tội hình sự vì liên quan đến âm mưu nhập cảng và bán trái cây nhiệt đới mà bị nhiễm côn trùng và họ nhập trái cây là từ Việt Nam sang thưa quý vị. Văn phòng tránh biện lý Jeff Rosen của Santa Clara County cho biết là bà Huỳnh Hạnh Hồng, 42 tuổi và bà Huỳnh Thanh Tuyền, 36 tuổi. Hai người này thì không có quan hệ bà con gì hết, chỉ là cùng họ Huỳnh mà thôi. Và đã bị truy tố âm mưu nhập cảng những cái trái bòn bon ở Việt Nam, đó, thưa quý vị, nhập sang bên này và vi phạm luật nông nghiệp của tiểu bang và của liên bang hồi năm ngoái thì hai người phụ nữ này nhập cản những cái trái bòn bon ở Việt Nam nhưng mà lại dán nhãn là thưa quý vị là cá khô là cà phê là trà để tránh bị kiểm soát theo các công tố viên cho biết như vậy đây là cái cách mà người Việt Nam cũng nên lưu ý thưa quý vị bởi vì sống ở Việt Nam á, là quen là nhiều khi chỗ này lách một chút chỗ kia lách một tí ẹo qua ẹo lại để cho mọi chuyện nó trơn tru nó xuôi chèo mát mái nhưng mà ở Mỹ thì không như vậy mọi thứ nếu mà đã là quy định như vậy thì chúng chúng ta phải tuân như vậy. Bây giờ nhập cản trái cây bòn bon mà đi dán mát là cà phê là mọi thứ để tránh bị kiểm soát. Nhưng mà cái chuyện này á, sớm muộn gì nó cũng vỡ lẽ và bây giờ hai người phụ nữ này đã bị truy tố rồi. Công tố viên cũng nói là họ gọi cho hai người phụ nữ này nhiều lần từ hồi tháng 5 năm 2022 nhưng và yêu cầu là phải ngưng bán cái loại trái cây này nhưng mà họ vẫn bất chấp và họ vẫn phớt lờ những cái lời cảnh giác cảnh báo của những cái vị công tố viên và thậm chí là tiếp tục lên trên mạng xã hội đó rao bán uh, là bán trên Facebook Quý vị biết là Facebook trong suốt cái thời gian gần đây đó, nếu như quý vị khán giả mà ở Mỹ đây thì sẽ thấy là có rất nhiều những hội nhóm do người Việt của chúng ta lập lên và ở trên đó đó chúng ta có thể thấy là rao tất cả các loại thứ từ bán trái cây, bán những cái cây trồng rồi những cái hạt giống và thậm chí là cả những cái loại thức ăn mà họ chế biến tại nhà. Ở California đây đó để tạo điều kiện cho dân nhập cư có thể có thêm cái nguồn thu nhập một cách chính đáng đó thì California cho phép là người dân được quyền là đi xin license để mà có thể bán thức ăn ở nhà mà không cần phải mở nhà hàng. Đó cũng là một cách để mà họ quản lý được dân nhập cư hay những ai mà muốn thức bán thức ăn ở nhà. Nhưng mà rất là nhiều người thưa quý vị đã không có cái license đó Nhưng mà đã rao bán ở trên Facebook Thì thôi thì chúng ta cũng chấp nhận vì nhiều khi người ta vì mua sinh Nhưng mà ý mà chúng tôi đang nói đây á, là nhiều khi mua bán ở trên mạng Nhưng mà đã không cẩn thận về cái nguồn gốc, về xuất xứ và cả cái phẩm chất của sản phẩm nữa chứ Rất nhiều lần chúng tôi nghe những cái lời phàn nàn của những người Việt ở đây á, thưa quý vị Đọc thấy những cái mẫu quảng cáo ở trên Facebook ở trong những cái hội nhóm đó xong rồi cũng order may mắn thì gặp đúng là người bán có tâm cho nên là được mua thức ăn ngon, được mua những cái loại sản phẩm tốt. Nhưng mà rất nhiều người than phiền rằng họ order ở trên Facebook, trên mạng xã hội đó. Xong rồi là sau đó là phát hiện ăn một cái quả lừa đắng chát là bởi vì tiền chuyển đi từ gieo xong rồi không nhận được hàng. Hoặc là quảng cáo là bán gọi là cá tươi mà trứng có trứng nhưng mà cuối cùng nhận về là một cái mẫu cá hoàn toàn bán ngoài chợ và cũng chẳng chẳng còn tươi mới gì hết và những cái tài khoản đó đó sau khi mà họ bán được cho những người này rồi thì họ đóng hẳn tài khoản xóa sổ như chưa hề tồn tại trên cõi đời này và sau đó là họ sẽ mở ra những cái account khác để mà lại rao bán trên mạng xã hội nói chung những người mà order hay mua bán gì trên những mạng xã hội thì quý vị hãy nên hết sức là lưu ý đôi khi chúng ta vì đồng hương chúng ta ủng hộ nhau đó là một việc làm rất là đáng rất là tích cực nhưng mà cũng nên cảnh giác với những cái người mà cứ mua gian bán lận như thế này Trở lại câu chuyện của hai người phụ nữ này thưa quý vị, mặc dù là công túc viên ở quận Santa Clara đã nhiều lần cảnh tỉnh và nói rằng ngưng bán đi, bởi vì khi mà họ phát hiện, họ nói rằng á là họ hai người phụ nữ này đã nhờ bà con đến một cái cơ sở nhập cảng ở Alameda County để chở 200 bao phồng bon, bon về nhà. Rồi ở bên ngoài đó thì dán nhãn là cá khô là cà phê và trà và khi mà bị bắt giữ lại, bị xét nghiệm thì giới chức mới thấy là trong những cái số bòn bon này á có chứa sâu bệnh, có chứa sâu bệnh cho nên là họ bắt giữ lại và họ tiêu hủy hết. Họ nói là bởi vì nếu mà không bị tiêu hủy thì côn trùng sẽ gây bệnh và có thể sẽ phá hủy toàn bộ sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra các nông trại của quận hạt và giá trái cây cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lý do mà họ truy tố hai người phụ nữ này và được biết là cái phiên tòa sẽ diễn ra là vào ngày 8 tháng 9 sắp tới. Ô thì đây cũng là một cái bài học để cho chúng ta cảnh giác về cái chuyện là muốn có làm ăn, muốn có xoay sở để có những cái nguồn thu nhập đó thì hãy nên cẩn thận trong tất cả mọi cái công việc làm ăn mua bán và đặc biệt là cái những cái hành động của mình ở trên một cái xứ sở mà họ rất là tôn trọng những cái luật lệ thưa quý vị. Đó là câu chuyện về người Việt Nam ở Mỹ mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị để mở đầu bản tin ngày hôm nay. Một tin tức khác thưa quý vị liên quan đến cuộc chiến tranh Nga và Ukraine nhanh thôi đó là quý vị nhớ từ khi, sau khi ông Putin đưa quân vô xâm lăng Ukraine và coi như là công khai sát nhập bốn cái vùng lãnh thổ của Ukraine là Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Sát nhập thôi không đủ, chưa đã. Bắt đầu tiến hành trưng cầu dân ý rồi sát nhập ha và sau đó thì tuyên bố là bốn cái vùng này sẽ được bảo vệ bằng mọi giá không cho ukraine lấy lại thậm chí là họ khai triển vũ khí nguyên tử họ nói rằng đụng đến bốn cái vùng này là sẽ có vũ khí nguyên tử rồi thậm chí nữa là trong những cái vòng đàm phán thất bại và mặc dù các bên đều cũng muốn là nhảy vô đứng ở giữa để mà đàm phán để mà kết thúc chiến tranh giữa hai bên phía bên ukraine thì cứ nhất mực mà nói rằng là phải trả lại toàn bộ lãnh thổ phải rút quân về hết trả lại toàn bộ lãnh thổ cho người ta thì mới ngồi vô đàm phán. Bên Nga nói rằng không, chúng tôi sẵn sàng đàm phán để kết thúc chiến tranh miễn là không có đụng chân vô bốn cái vùng lãnh thổ mà đã có dấu giày của Nga ở trên đó. Và ngày hôm nay thưa quý vị, theo Reuters tường thuật lại thì bốn cái vùng mà Nga đã công khai cướp của người ta giữa ban ngày ban mặt bằng một cái cuộc tiến hành trưng cầu dân ý giả hiệu. Xong rồi ngày hôm nay họ tổ chức bầu cử họ tổ chức bầu cử và được biết là cái cuộc bầu cử đã diễn ra là vào ngày 31 tháng 8 là ngày hôm qua và sẽ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 9. Reuters đã mô tả lại ở một số thành phố, ví dụ như thành phố cảng Mariupol là cái nơi mà đánh bom mà giả mang tàn bạo nhất và bệnh viện vụ sản đó thưa quý vị. Câu chuyện này chúng ta không quên đâu, bởi vì thực sự là Hoàng Vi bị bị sốc khi mình nhìn thấy cái hình ảnh ở Mariupol những cái người phụ sản á, những cái bà bà mẹ bụng bầu rất là to mà phải một tay là ôm bụng bầu một tay là cầm cái túi nước biển và chạy và máu thì chảy trên người như thế này và cả những bà mẹ khi mà đứa con đã gần đến cái ngày chào đời rồi và đã phải chết vì cái vụ mà đánh bom ở bệnh viện phụ sản Mariupol, chúng tôi không có bao giờ có thể quên được những cái hình ảnh rất là sốc như vậy. Thì Reuters tường thuật lại là vào cái ngày hôm 31 tháng 8, họ nhìn thấy đây, xin cảm ơn ban kỹ thuật. Những hình ảnh này nha quý vị nhớ câu chuyện cho Hoàng Vi mở ngoạn chút lúc đó nga đã dựng lên câu chuyện và nói là đây là hình ảnh ngụy tạo và cái cô mà nằm trên cán như thế này á là một cái nhân vật là một diễn viên chuyên đóng những cái vai khác nhau nhưng mà không phải thưa quý vị người ta lần lên trên cái tài khoản mạng xã hội instagram của cô này đó thì thấy là cô này thực sự là một người phụ nữ và có cái, cái 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 đang ở trong thai kỳ đến tháng thứ 8 và cô đã hồ đã đã rất là vui vẻ và chờ đón cái đứa cái sinh linh bé bỏng của mình chào đời. Và cuối cùng cô không qua khỏi vì cái trận đánh bom đó. Xin cảm ơn ban kỹ thuật đã cho chúng tôi xem một cái hình ảnh phải nói rất là đau đớn. Rồi tờ tường thuật lại là vào Mariupol vào ngày hôm qua, người ta nhìn thấy là những cái quan chức bầu cử đã dựng những cái phòng phiếu tạm lên để mà người dân đến bầu. Trong đó có một số những nhóm người đến để bỏ phiếu mà lại trình ra cái hộ chiếu Nga mới cấp thưa quý vị không chỉ là người dân của Ukraine ở những bốn cái 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 khu vực mà bị sát nhập đó mà có cả người dân Nga và cầm cái hộ chiếu Nga đến để mà bỏ phiếu. Đó là một cái chi tiết rất là quan trọng để thấy rõ cái chuyện là Nga Putin cướp đất người ta giữa ban ngày ban mặt xong dựng lên những cái chuyện bầu cử giả hiệu như thế này và khi mà nói về câu chuyện này thì chắc chắn là Ukraine là không có đồng ý rồi chúng ta thừa biết nhưng mà để nhắc lại quý vị một cái câu chuyện mà Hoàng Vi trong cái chương trình ngày hôm qua cũng có nói khi mà Putin á, ngang nhiên xâm lấn đưa cái dấu giày lên cày xéo đất đai của nhà người ta ở bên Ukraine thì Putin cũng là Putin ngậm bồ hòn làm ngọt và gần như không thể phản ứng gì khi mà Trung Quốc vừa mới tung ra cái bản đồ mới nhất năm 2023 theo đó đó cái vùng biển mà tranh chấp giữa Nga với lại uh, uh, ở Trung Quốc từ những năm 1860 mấy đó thưa quý vị và đã có một cái sự thống nhất là đến năm 2008 đó thôi giờ mình chia đôi cái vùng tranh chấp này Vậy mà bây giờ Trung Quốc 2023 đó đưa ra cái đường cái 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 map cái bản đồ và nói rằng giờ tất cả thuộc về Trung Quốc hết Nga đấu làm gì được Nga hoàn toàn không làm gì được cơ sở đâu để nói là bởi vì bởi vì chính nga cũng đưa quân vô và lấy đất của người ta của ukraine thì bây giờ chỉ trích trung quốc thế nào đây khi mà trung quốc vừa là đồng minh đồng chí là bạn vàng là cái gì tất cả những cái mối quan hệ mà ngày càng nó trở nên nó tệ đi khi mà trung quốc không có cùng với nga dù giữ một cái thế neutral thế trung dung nhưng mà đã không có ủng hộ nga như đúng cái sự kỳ vọng của ông putin đó là câu chuyện về cuộc chiến tranh nga và ukraine trở lại với nước mỹ thưa quý vị hoàng vi muốn gửi đến quý vị hai câu chuyện diễn ra ở cùng một thời điểm về cái chuyện là à, dựa trên một cái đạo luật dựa trên một cái đạo luật ở một số cái tiểu bang có ở nước mỹ đó thưa quý vị là nếu như mà chủ nhà hoặc là quý vị thấy là mình có cái khả năng là bị uh, uy hiếp bị tấn công thì quý vị có quyền nổ súng trước để mà tự vệ một số cái tiểu bang có ở nước mỹ cái đạo luật đó nhưng mà hai câu chuyện xảy ra ở cùng thời điểm nhưng mà cái kết quả của nó hiện nay đang rất là khác nhau. Hoàng Phi đang muốn nói đến cái chuyện là chủ nhà đã bắn súng trước việc mà hai thanh niên đã đến mà gõ cửa để bước vào làm nhà thôi. Nhưng mà đã bị chủ nhà bắn súng và chống trả lại và một thanh niên thì chết và một thanh niên thì đã bị thương rất là nặng. Câu chuyện này một ở xảy ra ở Kansas và một là xảy ra ở South Carolina câu chuyện xảy ra ở kansas chúng tôi cũng có gửi đến quý vị rồi là vào hồi tháng 4 vừa qua có một người thanh niên tuổi teen và da đen thưa quý vị anh chàng này 16 tuổi có tên là raf do uh, bởi vì mẹ đó là kêu là ban tối đi đến nhà người quen để đón hai đứa em hai cái đứa sibling về nhà thì uh, vô tình là cái cậu thanh niên Ralph do này đó đã bấm lộn bấm chuông lộn nhà nhà của một ông mỹ trắng 84 tuổi có tên là Ariel Lester. Thì ngay lập tức ông này đó, ổng đã vác súng và ổng bắn thông qua cái cửa sổ của mình và bắn anh chàng này là té xuống dưới trên cái cái sân cỏ của nhà. Và khi mà cái cậu thanh niên này mà đã té xuống rồi, ông như quý vị đang thấy trên màn hình là ông Andrew Lester lại tiếp tục là dơ súng ra và bắn tiếp phát thứ hai nữa. Thế thì bà con hàng xóm ở chung quanh đó người ta mới chạy tới và người ta cũng có gọi nai quanh quanh và đưa cái anh chàng này đi vô bệnh viện để cấp cứu. Và đến bây giờ đó thì cậu thanh niên Rafia này đã được ra bệnh viện rồi. Nhưng mà những cái di chứng từ cái chuyện mà chỉ vì đi lộn nhà, lộn nhà mà như thế này nè thưa quý vị, mẹ sai là đi đến nhà số 11100 của đường 115 thì anh chàng này đi đến nhà 1100 của đường 115 Terrace. Chỉ là vậy thôi thưa quý vị và bấm chuông và bị chủ nhà cầm súng bắn. Và chủ nhà đó thì khai với cảnh sát đó là vì thấy một cái thanh niên da đen và cao, cao sừng sững à, cho nên là cảm thấy hơi sợ sợ là vì là mình bị trộm vô nhà cho nên là bắn. Và vì lý do đó đó mà bên phía luật sư mà đại diện biện hộ cho ông Mỹ trắng này á nói là dựa theo cái đạo luật của Kansas thì ông này là được quyền tự vệ của vai trò chủ nhà. Nhưng mà mới nhất diễn tiến mới nhất là phiên tòa diễn ra là vào ngày thứ năm. Ông chánh án ông nói rằng không, dựa trên những cái bằng chứng mà nghe được của cả hai phía luôn rồi của cả neighbor của hàng xóm luôn và cả những cái bằng chứng mà họ thấy đó thì bây giờ tòa nói là không bắt buộc phiên tòa phải diễn ra chứ không có được bác bỏ cái 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 vụ kiện này như bên phía ông Mỹ Trắng này ông ông yêu cầu thì có thể là người ta nói sắp tới đó là bởi vì cũng một cái làn sóng phản đối đang bùng nổ ở Kansas cho thấy là cái tình trạng là người Mỹ trắng đó đã có những cái sự kỳ thị và có những cái sự định kiến đối với những người thanh niên da đen, có nghĩa là thấy người ta bấm chuông lộn nhà mình chưa cần biết ớt giáp gì hết là cầm súng lên bắn bùm liền bắn một phát người ta đã ngã xuống rồi lại tiếp tục bắn tiếp thì cho nên là cái cái câu chuyện này sẽ đưa ra tòa nó diễn ra ở Kansas một cái trường hợp mà đi lộn nhà khác cũng diễn ra ở South Carolina thưa quý vị vừa mới tuần đây và vừa mới hôm thứ tư đây um, cũng là một uh, thanh niên nhưng mà cậu thanh niên này á là đang học ở South Carolina College, 20 tuổi rồi. Thì cũng đi lộn nhà và cái campus mà cậu học đó là nó cũng gần cái nhà mà cậu đi vô, cậu cậu bấm lộn cửa nhà đó. Thì câu cái cái chàng thanh niên này thì có tên là Nicholas Anthony Donofrio, 20 tuổi đi lộn nhà rồi cầm cái nắm đấm bấm à, vặn vặn và cũng có đá vào cái cửa nữa để muốn là phải mở cửa để kêu cửa. Nhưng cuối cùng là cái người chủ nhà thì trong cái hồ sơ này sở cảnh sát ở Columbia Police Department không có nói là chủ nhà tên gì hết. Nhưng mà chủ nhà thì cũng cầm súng bắn cái người thanh niên này. Và cuối cùng là gì thưa quý vị? Cái người thanh niên này không có được may mắn như Ralph Yor ở Kansas là chỉ bị thương thôi và gây quỹ GoFundMe được 3 triệu đô la Mỹ. Cái người thanh niên trong cái câu chuyện này ở South Carolina đó thưa quý vị đã bị bắn chết rồi đã bị bắn chết rồi và anh chàng này đó là đang theo đuổi cái giấc mơ đó là học cái ngành hóa hóa dược và rất là mê chơi những cái môn thể thao và cuối cùng là bây giờ phải bỏ mạng rồi. Lý do chủ nhà đưa ra là nói là vì anh này á ảnh có gõ cửa rồi anh có lấy chân ảnh đá vào cái cửa và chủ nhà nghĩ rằng là bị trộm đột nhập cho nên là cũng có gọi cho nai quanh quanh cuộc đầu tiên để báo là nhà tôi có 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 bị tấn công và cái cuộc gọi thứ hai để báo nai quanh quanh là tôi vừa bắn cái kẻ tấn công rồi thế thì từ hôm thứ tư cho đến hôm nay Cảnh sát để người ta đã điều tra và cuối cùng người ta đưa ra kết luận như thế này nè thưa quý vị. Dựa trên đạo luật của South Carolina thì có cái luật là stand your crowd nãy giờ Hoàng Vi nói đó có nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta bị tấn công thì chúng ta có quyền tự vệ và nổ súng trước và xét trong cái trường hợp này thì theo cảnh sát cho rằng là chủ nhà đã có cái quyền tự vệ chính đáng và bắn chết cái người thanh niên này là một cách chính đáng. Cho nên là họ bãi bỏ cái hồ sơ này không có tiếp tục điều tra hay không có tiếp tục truy tố. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị về hai trường hợp cùng là chủ nhà tấn công những cái thanh niên mà họ nghĩ rằng là đang đột nhập nhà của mình dựa trên đạo luật The Stand Your Crown nhưng đã có hai cái kết cục rất là khác nhau. Và sau ít phút dành cho thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại để nói về một cái câu chuyện về một cái tệ nạn ở nước Mỹ thưa quý vị. Đừng nói rằng ở Việt Nam chỉ ở Việt Nam là có tham nhũng. Ông chủ ông cựu chủ tịch của Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung đó vừa rồi là mới ra tòa, trong tuần này mới ra tòa, bị vời ra vời vô ra tòa bao nhiêu bận. Trong đó có câu chuyện là ông phê chuẩn những cái công ty mà cung cấp cây xanh để mà trồng cây cho đường phố Hà Nội đó là vì mối quan hệ thân sơ, là vì được chung chi mà ông đã chuẩn thuận cho những phê chuẩn cho những cái dự án đó để rồi bây giờ ông bị truy tố ra tòa và sẽ đối diện với án tù. Đừng nói là Việt Nam có cái chuyện tham nhũng thưa quý vị ở trong nước Mỹ cái chuyện tham nhũng cũng có và rành rành ra và có bằng chứng ra nhưng mà người ta vẫn có vẫn có một cái lý luận để bảo vệ cho cái chuyện tham nhũng của mình và cái điều mà đáng sợ hơn nữa thưa quý vị là người ta vẫn ngồi y ở cái chiếc ghế đó và hoàn toàn không có bị hề hấn gì hết chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút dành cho thương mại